Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp phía Tây đã thay thế hoàn toàn và trở thành hình thái chính chi phối toàn bộ thời tiết ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Dưới tác động của vùng áp thấp này, miền Bắc có nắng sớm, trong đó các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cường độ nắng cao nhất, nhiệt độ toàn Bắc Bộ tăng cao, phổ biến ở mức 30 đến 33 độ. Từ ngày mai 22 tháng 3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm từ 35 đến 50%. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm từ 45 đến 55%. Trạng thái nắng sớm và nhiệt độ cao cũng duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ, thời gian nắng kéo dài từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Nhiệt độ của khu vực Tây Nguyên khoảng 30 đến 33 độ. Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt từ 35 đến 37 độ. Thời tiết nắng nóng đầu mùa sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhất là với những người lao động ngoài trời. Vì vậy, mọi người ngoài việc sử dụng các phương tiện chống nắng, cần uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và hoa quả để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Trên biển, các vùng biển thời tiết tốt, khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 94%. Khu vực miền núi, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, độ ẩm từ 46 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Kết thúc bản tin là phần dự báo nhiệt độ của các vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.